hai một lát đã đầy một khẩu. Giờ mình tiến hành đi rửa và đi dò thôi nha mọi người. Cái này dò được mấy tô ạ? Dò xong là đi rửa, xong là đi dò. Cá này sạch thì chỉ rửa sơ thôi mọi người, không cần phải rửa kỹ, rửa bụi thôi. Việt Nam mình rửa là phải rửa hai nước, rửa hai nước một chiều. Xong tiến hành đi dò. Chào mọi người, mình tiến hành dò nha mọi người. Dò xong bỏ. Cột lợp và những cái hũ đựng nha mọi người, hai ba hũ là được. Này, hàm chiếc dược cho xong mình lượt vô. Cho xong cắt chịu cực dò luôn rồi, không có đâm được, cho tay thôi. Dò hơi lâu nha mọi người, chắc có 5-10 phút thôi mới ra xong mọi người. Sau một hồi mình dò, bây giờ mình chuẩn bị chắc nước mọi người. Đây, xong đã ra đập, đã ra nước xong rồi mọi người. Giờ mình chuẩn bị chiếc lọc nước xong mọi người. Xong là gấp nét, xong là xong kép. Mình gốc của miền Tây, mình là tên, mình là Bình Dương, miền Đông này chắc không ít, miền Tây rất nhiều. Rồi mình tiến hành lọc hơn nữa.
nước sông nhiều không? Chỉ vài phút là xong sẽ đặt mọi người, hai người sẽ thấy nha. Chuẩn bị đặt rồi đó. Làm hot test ở dưới nền nhà xong mình lau vệ sinh. Mình nhà mình ăn mình làm mình cũng sạch sẽ. Đây là nước nhất mọi người. Vừa xong mình dò tới hai nước, nước nhất nước nhì mọi người. Nước nhì cũng giống như nước nhất thôi nhưng đều không được đậm đặc như nước nhất mọi người. Trong tiến hành mình sẽ dò nước hai mọi người. Rồi mình dò nước hai chút, mình sẽ cho mọi người xem nước hai như thế nào nha. Đây là nước hai sẽ ít nước hơn. Mình sẽ tiến hành dò nước hai mọi người. Vậy chứ thấy mệt lắm người, cực lắm. Mỗi lần nhà có tông là biến dò, muốn ăn mà làm biến nên mình lâu nó lá nhiều quá mình hái dò mình dò quay clip cho mọi người xem cách hái và dò xâm kép như thế nào khác với xâm lông. Xâm lông thì mình đo, mình đâm dò lá dò dây chung, còn xâm kép mình chỉ dò lá thôi mọi người. Lá trời nước hai ít thôi nhưng mà nó cũng có bột, nó sẽ đặc đặc nha. Mọi người xem đừng có chơi ba cười nha mọi người. Nó sao làm dưới nền nhà cặp bắn. Cái này không làm ở trên cao được mọi người. Nước nó dâng tung té. Mình dò dân nước làm xong mình lau sạch sẽ mọi người, chủ yếu mình lấy nước á. Đây là mình thường dò xong hai nước, mình dò đặc ít nước thì nó mau đặc, còn dò nhiều nước lỏng thì nó lâu đặc mà. Mình dò quay qua là lần thứ nhất nó sẽ đặt rồi. Mọi người xem thấy vui thú vị thì chấm đai chia sẻ giúp mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Tại mình vui vui mình hái mình dò mình quay video cho mọi người xem. Chừng 15-20 phút là sẽ đặt rồi. Xin chào mọi người nha.